Công ty tôi tuần làm 5 ngày rưỡi, được nghỉ chiều thứ bảy. Không hiểu tại sao phải thế. Có lần tôi thắc mắc hỏi chị Hải: "Sếp ơi, mai mốt cho nghỉ luôn buổi sáng đi. Làm nửa ngày dở dở ưng ương, cũng có giải quyết được chuyện gì đâu." Bà giám đốc chưa chồng liếc tôi một cái sắc lẹm, rồi lạnh lùng đáp: "Ừ, thích vậy đó. Để mấy người ăn ở không nhiều quá, xin hư thôi." Tôi nheo mắt cười cười, giọng trêu chọc: "Ủa, hư là thế nào vậy ta?" Biết tôi định nói trây nên chị gạt đi: "Không biết, cái đó mấy người giỏi hơn tôi." Tôi cười ha ha. Còn chị Hải quay ngoắt đi vào phòng sau khi nguýt một cái dài thượt. Sáng nay thứ bảy, đang ngồi hí hoáy hoàn tất bản vẽ thiết kế để kịp trưa giao cho giám đốc, thì Phượng gọi phone. "Nhỏ này xưng bé với tôi không hả?" Tôi ể oải bốc máy: "Alo, nghe. Anh ơi, trưa đón bé nha." "Để làm gì?" Thấy rõ hình như con nhỏ im lặng suy nghĩ, tôi nhẩm đếm: 1, 2, 3. Thì đúng y như rằng tiếng con nhỏ gào lên, nghe bi ai thống thiết: "Trời ơi, hồi mới quen, mới 5:30 sáng đã thấy đứng chần chừ trước cửa chờ đợi đưa người ta đi học. Còn bây giờ kêu đến đón thì hỏi có chuyện gì? Cái đồ vô tâm, vô giáo dục mà." "Bớt nóng đi bé, bữa nay anh bận thiệt." "Không chịu, anh phải tới, 11:30 bé chờ đó." "Đã nói anh bận, có hẹn rồi, sao không chịu báo trước?" Con nhỏ ngưng lại một lát, chắc nó tưởng lỗ tai nghe nhầm. Tôi lại đếm: 1, 2, 3. Thì Phượng ré lên lần hai. Lần này giọng điệu hốt hoảng, pha lẫn sự phẫn nộ: "Hả? Cái gì? Hẹn với ai? Anh có con khác rồi phải không? Đồ bội bạc, đồ sở khanh mà." Tôi phì cười: "Trời đất ạ, anh có hẹn chở thằng gáo dừa đi chơi." Hết chuyện, đi hẹn hò với thằng cu dừa vào lúc giữa trưa. "Dẹp đi, qua đón tôi nè." Nói chuyện mà nó xưng tôi là biết con nhỏ sắp giận mất khôn rồi. Hình dung cái cảnh Phượng đang đứng vùng vằng, phụng phịu, dậm chân dậm cẳng. Tôi buồn cười, nhưng cũng cố hết sức mềm mỏng: "Thông cảm đi nhóc, quân tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Anh thất hứa với cụ gáo dừa 2 lần rồi, nên bữa nay không thể hủy hẹn. Ráng đợi tới chiều, nếu còn khỏe, anh sẽ qua đón. Ok." "Làm gì mà không khỏe hả?" Biết con nhỏ có tật đôi co dai dẳng, nên tôi mau mau kết thúc câu chuyện: "Thôi, sếp đang gọi, anh off đây. Hẹn gặp lại em sau nha." Tôi biết Phượng sẽ còn đứng lại tại chỗ, tức tối nguyền rủa một lúc, rồi mới chịu đón Grab đi về nhà. Ai rồi cũng phải già đi, tôi cũng đâu có thoát khỏi quy luật này nhỉ. Dù mới 32, có lẽ chưa thành ông cụ, nhưng sao tôi đã bắt đầu thấy hết kiên nhẫn với mấy em gái. Đính chính xíu, không có chán phụ nữ nói chung đâu nha, chỉ là mệt mỏi với mấy em trai trẻ xíu thôi. Gái gú là món ăn tinh thần lành mạnh dành riêng cho phái đực thì sao mà ngán nổi. Chỉ là mấy em nhí bây giờ cứ hao hao giống nhau về cái thói ích kỷ và tính tình đồng bóng, cứ như chui ra từ một cái lò hay sao ấy. Hồi tôi 24 tuổi thì tình đầu cũng vừa đôi mươi. Nhưng lạ lắm, không hiểu mắc cái giống gì mà tôi
rất khó duy trì cảm xúc với ai lâu dài. Làm như cái thói cả thèm chóng chán là đặc tính nổi trội trong con người tôi hay sao ấy. Mặc cho mấy em chửi bới sỉ vả không tiếc lời, thì chỉ chừng 1-2 năm cặp kè, kiểu gì tôi cũng dứt áo ra đi sau vài câu xin lỗi rất thành khẩn. Tôi biết mình làm vậy là không đúng, là hành vi xấu xa bỉ ổi lắm. Nhưng làm sao giả vờ vui vẻ được nếu lòng tôi đã chán. Trong 10 năm đầu đời, nhẩm đếm số em gái tôi quen cũng hơn một bàn tay 5 ngón. Có lần tôi cặp với một em rất xinh gái, nhưng chưa đầy 6 tháng đã xin chuyện. Sự việc đầu đuôi thế này. Đêm đó em đến thăm tôi và đòi ở lại. Chỉ nhiên là tôi gật đầu cái rụp, chứ ngu sao từ chối. Nhưng thật xui, lúc tôi đang loay hoay trong nhà tắm thì ở ngoài cái phone reo tưng bừng. Con nhỏ này cứ làm như là má tôi không bằng. Nó hồn nhiên nhấc phone lên bấm nghe. Alo, ai gọi đó? Không biết bên kia người ta nói gì mà con nhỏ tru tréo. Sao hỏi gì kỳ vậy? Chị là ai? Tôi là người yêu của anh Nguyên. Có lẽ bên kia nghe vậy nên cúp máy ngang. Mới khiến cho con nhỏ nổi cơn tam bành. Em nó lao tới cửa phòng tắm, đấm 2 bàn tay nghe inh inh. Vừa mở cửa ló đầu ra xem có chuyện gì thì cô gái cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào người tôi một cách mạnh bạo, không thương tiếc. Trời đất ạ! Chiếc iPhone 14 Pro Max mà tôi vừa mới thửa văng liền xuống sàn nước. Cái tiếng va xuống nền gạch kêu lộp bộp, khô khốc, làm cho lòng tôi đau điếng. Nào đã hết đâu. Khi bước hẳn ra ngoài, tôi chứng kiến thấy một cảnh tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Em này có họ với Hoàng Thư hay sao ấy? Nó đang hùng hổ ném tới tấp đủ một thứ đồ đạc lung tung 4 phương 8 hướng, bao nhiêu mùng màn chiếu gối và cả quần áo của tôi văng khắp nơi. Thậm chí có một cái quần xà lõn cũng bị em tung lên trời, cho lên nằm vắt vẻo trên cánh quạt trần. Vừa ném nàng vừa chửi rủa: đồ mất dạy, đồ sở khanh, cùng nhiều thứ đồ khác nữa, nghe không thuận tai cho lắm. Cho đến lúc nàng vớ lấy chiếc đồng hồ Longines để trên bàn và giơ tay định phang thẳng cánh vô tường, thì tôi hết cả hồn vía, lao nhanh tới kịp chụp lấy bàn tay của em nó giữ lại. Thiệt là may phước. Tôi hét lên: đứng yên, khùng rồi hả? Em về đi. Dĩ nhiên rồi, chẳng có ai được quyền đối xử thô bạo với tôi hết. Dù là em có là ai đi nữa thì cũng không ngoại lệ. Tôi nhất quyết đuổi thẳng ra khỏi nhà ngay lập tức, mặc cho em nó khóc lóc kể lể, làm như tôi phạm tội gì tày trời lắm vậy. Khi xem lại cái phone thì trời ạ, mọi người biết ai vừa gọi vào đúng cái lúc nhạy cảm cực kỳ tai hại ấy không? Chính là bà Hải, giám đốc của tôi. Em xin lỗi xin phải đủ điều, nhưng đã muộn. Làm sao chấp nhận có thêm một má nữa cho cuộc đời mình kia chứ? Sáng hôm sau, vừa trông thấy bản mặt tôi, chị sếp cười cười, làm vẻ mặt ngây thơ, hỏi thăm, giống như đang vô cùng áy náy lắm vậy. Chết thật, tối qua tôi vô tình gọi cậu mà không biết cô nào nghe phone nữa. Có sao không? Xin lỗi Nguyên nha, mình không có cố ý. Bà nói cái gì mà nó nổi khùng lên với tôi vậy? Có nói gì đâu, chỉ hỏi Nguyên ngủ chưa thôi mà. Trời ạ, thiệt không đó. Nhưng thôi kệ đi, nhờ bà mà tôi cho em nó dè luôn rồi. Chị Hải nhìn tôi lắc đầu hết ý kiến. Dưới mắt bà,
Tôi là một gã hư thân mất nết, bại hoại gia phong, xấu xa bỉ ổi lắm. Nhưng cần gì, tôi chẳng hơi đâu lấy lòng bả. Hầu hết những ai quen biết cũng đều nhất trí cho tôi là một thằng sở khanh, một gã hư hỏng chính hiệu, cực kỳ nguy hiểm. Nhất là đối với mấy em chim non mới ra ràng. Lúc còn là trai tơ nheo nhẽo thì tình đầu của tôi chỉ vừa đôi mươi. Nhưng khi đã lên tới ngưỡng tam thập nhi lập thì cũng chưa bao giờ tôi quen em nào lớn hơn 21 tuổi. Tôi không hề băn khoăn nghĩ ngợi về cái chuyện mình cũng phải già đi theo năm tháng. Hôm gặp Phượng trong bữa tiệc sinh nhật em gái út của một thằng bạn, mới vừa chạm mặt nhau thì con bé đã lễ phép cúi đầu chào hỏi. Dạ thưa chú. Lối xưng hô tàn nhẫn, một cách hồn nhiên của em nó khiến tôi bâng khuâng hết 30 giây để tự hỏi: ủa, mình già rồi sao ta? Nhưng chú cháu thì sao chứ? Già trẻ gì cũng không ngăn được tôi lôi em nó vào giường và bắt em gọi bằng anh chỉ sau có 3 ngày. Đừng có vội chửi rủa tôi già đầu, dụ dỗ đám con nít nhé. Ở cái thời 4.0 này, khó có thể nói ai dụ ai à. Lần đầu gặp Phượng, em nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe của trẻ thơ trong sáng. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra em nó là một con quỷ nhỏ vô cùng ghê gớm. Tinh thông thập bát bang võ nghệ, chẳng thua kém gì bang chủ Hồng Thất Công. Lần đầu ngủ với nhau xong, em nó rên lên khoan khoái, khen ông chú già hết sức vô tư. Anh giỏi quá hà, bé thích lắm nè. Còn tôi cũng thất kinh khi nhận ra nhỏ này tuy mới lớn nhưng cũng vô cùng thành thạo chuyện giường chiếu. Sau này biết ra thì em nó đã mất trinh khi mới 13 tuổi, lúc sắp sửa lên lớp 8 cùng với một thằng bạn chung lớp. Cho nên trời ơi, làm ơn đi, mấy người đừng có bày đặt ghen tị rồi nhiều chuyện nói tôi thế này thế nọ. Thời buổi này chưa biết ai dắt mũi ai đâu nhé. Có nhớ hồi xưa thời kỳ tảo hôn phong kiến không? Em lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18, thiếp đà 5 con. Hồi xưa mà còn vậy đó, huống gì thời buổi tân tiến bây giờ. Nhưng thú thiệt, tôi không có quan trọng hóa cái chuyện con gái còn jean hay mất jean. Vì thật ra tôi có còn ngây thơ trong trắng gì đâu mà đòi hỏi cái chuyện ngu si vớ vẩn đó. Cái thứ tôi cần nó đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng thật là cao siêu, khó giải thích. Mà thật ra em nào tôi quen cũng đều thế cả. Nói theo kiểu mà chị hai tôi thường mắng mỏ thằng em ham chơi mất nết. Tối ngày lăng nhăng gái gú, nồi nào úp vung nấy thôi hả? Đừng có vội trách móc con gái người ta. Tôi chống chế: em có trách gì đâu, chỉ bực là mấy em thời nay lớn nhanh quá. Trình độ của tụi nó ngày càng phát triển lên một tầm cao mới mà em theo không kịp. Với lại mấy em bây giờ bào tiền dữ quá. Ai biểu cứ chọn đào trẻ vừa đẹp vừa sexy, chỉ biết chưng diện thì bị hành cũng phải thôi. Tôi rầu rĩ: nhưng cũng vừa vừa phải thôi. Kiếm tới 50 chai một tháng mà vẫn không đủ bao mấy em, chán thiệt á. Bà chị yêu quý của tôi nghiêm sắc mặt, sỉ vả không tiếc lời: trời ơi, không chịu để dành đồng nào hả? Đáng kiếp, ăn chơi cho lắm vào thì nghèo mãn tính là phải rồi. Hơn 30 tuổi đầu mà vẫn cứ lông bông ăn tàn phá hại, nay em này mốt em nọ, không lo tu tỉnh làm ăn
noi gương con Hải kia kìa. Em có muốn vậy đâu. Ê, mà đừng nhắc tới bà Hải nha, mắc mớ gì? Hải, tức là sếp tôi đó. Bà này là bạn thân của chị hai, nên tụi tôi quen biết nhau từ nhỏ. Nhưng vì lớn hơn 2 tuổi, nên tôi đành phải thủ vai em, và sau này trở thành lính ruột của bà. Nhưng chuyện này sẽ kể sau nhé. Còn bây giờ, quay trở lại với vấn đề của mấy em nó. Mấy con bồ trước kia của tôi, như Lan, Đào, Mai, Trúc và hàng tá mấy em khác nữa, em nào cũng thích check in, sống ảo. Má ơi, đi tới đâu cũng dừng lại, phùng mang chu mỏ để selfie. Học hành thì chẳng ra sao, chỉ giỏi kiên trì, săn sale bất chấp. Ăn mặc thì hở trước trống sau, nhí nhà nhí nhố, làm như mấy em còn ngây thơ lắm lắm. Trước Phượng là Đào, năm nay mới 24 tuổi. So với Maria Ozawa còn đẹp hơn nhiều. Số đo 3 vòng, phỏng phao, gợi dục. Tôi ghiền thân thể em còn hơn nghiện ma túy, đến nỗi có lúc tưởng chừng sẽ phải cưới. Cũng là em đầu tiên mà tôi kéo dài hơn 3 năm mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Nếu không vì một khuyết điểm chí mạng khiến tôi nhiều phen gồng mình muốn ná thở. Tuy là con nhà trung lưu, nhưng chẳng hiểu em bắt chước ai mà chỉ thích xài hàng hiệu đắt tiền. Đi ăn thì toàn đòi vô nhà hàng sang chảnh. Rồi cho đến một hôm đẹp trời, em nói mè nheo với tôi, và cũng là lần cuối cùng tụi tôi nói chuyện. Anh ơi, Takashimaya đang bán túi Gucci 50% sale off, lát chở em đi mua nhé. Ủa, em đang có 2 cái Hermes mà còn đòi mua thêm làm gì? Sợ ơi, mấy thủa nó giảm giá tới 50% hả anh? Mua ngay kẻo lỡ. Anh, chiều em đi mà. Vậy là còn phải trả bao nhiêu? Có 50 triệu hả? Ôi trời đất ơi, cả tháng lương của tôi đó má. Vậy thôi, anh coi trọng tiền hơn em thì dẹp đi. Ủa, dẹp thì dẹp, em chỉ biết mình mà chẳng nghĩ đến ai. Anh cũng chán rồi. Kể ra thì tôi có giải thích phân bua kiểu gì thì cũng vô ích. Em này thuộc loại đít to hơn đầu, chẳng mong gì nó hiểu. Nhưng tức nước vỡ bờ mà làm sao im được. Em nó học hành thì nợ môn, quá 2 năm rồi mà vẫn không tốt nghiệp nổi. Tối ngày săn sale hàng hiệu, chăm chỉ bào tiền, tôi theo mà sất bức sang bang, khốn khổ khốn nạn. Nhưng nào giờ, phải nói rằng nhỏ này có nhan sắc, hàng họ đúng ý tôi nhất. Mỗi lần cặp kè ra đường dung dăng dung dẻ, chỉ cần liếc sơ chung quanh thì tôi vô cùng hãnh diện khi thấy lũ đực rựa ngoài đường thò lỏ 2 con mắt muốn lòi tròng té nổ vì cái lối mặt mà như không mặt của em. Quần áo gì mà thiếu vải đến mức nghiêm trọng, thứ gì cũng ngồn ngộn chực trồi ra ngoài ngay ở những chỗ đắc địa nhất. Dù đã quen nhìn mà chính tôi nhiều lúc còn thấy muốn nhồi máu cơ tim và lên cơn tăng huyết áp. Cãi nhau có vậy mà Đào vẫn không thèm nói chuyện suốt một tuần lễ. Nhưng thật lạ, cái tuần rảnh rỗi đó lại là những ngày nhẹ nhàng thanh thản hơn cả trong suốt 3 năm trời. Té ra sức chịu đựng cũng đã mòn mỏi trong tiềm thức. Tôi hoàn toàn quên khuấy em nó cho đến khi Đào chịu không nổi nên bắn qua một tin nhắn. Tính không gặp luôn hả? Tôi im lặng gần 5 phút để suy nghĩ và sau đó nhắn lại.
Em à, anh nghĩ mình không đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của em. Chúng ta nên chia tay là tốt nhất. Anh xin lỗi. Anh là thằng Sở Khanh khốn nạn mà. Đồ mất dạy, đồ, đồ. Em còn chửi mấy thứ đồ nữa, tương tự như mấy em trước. Những câu mắng mỏ tiêu cực này tôi đã quen nghe quá rồi, nên cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Tôi nhắn lại câu cuối cùng. Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Chúc em tìm được người phù hợp mới nhé. Vậy mà nó cũng ráng rủa thêm câu nữa. Đồ lão cá, anh đi chết đi. Dĩ nhiên, tôi hấp tấp dở chiều block số để khỏi nhận thêm lời sỉ vả. Nhưng phải nói rằng, từ đó về sau, em nó không tìm cách liên lạc lại lần nào nữa. Sau sự kiện bị đá đó, mà thật tình thì cũng không biết ai đá ai. Mà ai đá thì cũng đâu có quan trọng gì. Tôi chỉ thấy đầu óc thảnh thơi, thư giãn, tập trung và siêng năng làm việc nhiều hơn. Điều đó khiến chị Hải ngạc nhiên, vì không biết tôi ăn phải cái giống gì mà hiệu quả công việc bỗng tốt lên quá bất ngờ. Vào thời gian rảnh, tôi thường xuyên qua nhà chị hai chơi với thằng cu gáo dừa, có khi cả ngày cả buổi. Đến nỗi có lần bà chị yêu quý của tôi thắc mắc: sao lúc này chị thấy em ngộ nha, tu rồi hả cưng? Hey, sao bà nhiều chuyện quá hả? Cho đến khi quen với Phượng thì tôi quay trở lại nếp sống cũ. Nhưng trong thâm tâm tôi thấy hình như mình có gì đó thay đổi, vì mọi thứ không còn như xưa nữa. Tôi chợt hiểu ra mình là người quá xem nhẹ chuyện tình cảm và không có khái niệm rõ ràng về hai chữ chung tình. Tôi đam mê sắc dục nhưng không hề biết gì về tình yêu, tức là cái chữ yêu đúng nghĩa đó. Mọi thứ đến với tôi quá dễ dàng. Em nào tôi thích, hoặc là dù chưa thích lắm, chỉ cần muốn là trước sau sẽ bị tôi cưa đổ. Có khi nói chẳng ai tin, nhưng kệ đi, tin hay không cũng chẳng cần. Tôi chưa biết cảm giác nếm mùi thất bại trong cái chốn tình trường mà nhiều người khác đang phải chịu trầy trật, khổ đau. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không biết trân trọng những thứ mình đang có. Mọi người nói tôi có vẻ ngoài soái ca, hoạt ngôn, khôn khéo, trình độ hiểu biết chẳng thua kém ai, đủ xài trong công việc, lại có nhiều tài lẻ, và hình như lĩnh vực nào cũng biết. Thế nhưng tôi lại có một yếu điểm lớn nhất là không biết sắp xếp cuộc sống. Gần như tôi chẳng có chút khái niệm nào về thói quen thu vén tiện tặng trong sinh hoạt. Có thể cũng biết, nhưng tôi chưa bao giờ để ý tới nó. Vì đơn giản, tôi nghĩ với khả năng của mình sẽ không có chuyện thất nghiệp hoặc không kiếm ra tiền. Mà có tiền để làm gì nếu không dùng nó vào việc hưởng thụ cuộc sống? Thu nhập của tôi không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, là niềm ao ước của đa số người bình thường. Nhưng thú thật, từ khi trưởng thành, biết làm ra tiền tới giờ, chưa khi nào vào cuối tháng mà tôi còn dư ra một khoản tài chính coi cho được. Chị hai rất quan tâm tới thằng em hoang đàn chi địa. Có lần bà gọi tôi lại, vừa khuyên nhủ vừa trách móc: Nguyên à, em đi làm còn trước cả chị, thu nhập của em nhiều gấp đôi gấp ba lần chị. Vậy mà nhìn xem, sau 10 năm thứ gì chị cũng có, còn em thì sao? Chị đoán nhé, trong tài khoản của em bây giờ có thể chẳng có tới 10 triệu. Em sống cái kiểu gì vậy? Chẳng ra làm sao cả. Có biết là chị lo cho em lắm không? Lo cưới vợ đi thôi, tìm người cho đàng hoàng. Không phải là mấy con bé vắt mũi chưa sạch
thích ăn chơi nhảy nhót mà em quen, mà phải là một cô gái đảm đang đúng nghĩa, để nó biết cách thu vén, chăm sóc cho em. Gái đẹp em đã quen nhiều rồi, thử tìm một người vợ đúng nghĩa coi. Tôi chỉ yên lặng nghe bà giảng đạo. Thú thật, tôi rất yêu quý bà chị của mình, và tôi biết chị nói có lý. Nhưng như cái lẽ thường tình, không yêu thì làm sao mà cưới được. Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Với cách sống của tôi thì hình như phải bị gặp toàn mấy em chỉ biết đòi hỏi, ăn chơi và hưởng thụ. Bởi vậy khi tôi thích Phượng, nhưng thú thật tôi không biết đến cái cảm giác hồi hộp, chờ đợi, nhung nhớ, yêu đương. Vì cần gì phải mong ngóng, tôi chưa gọi là em nó đã lao tới nhà, chui vô phòng ngủ một cách tự nhiên như đang ở nhà nó. Một lần hai đứa vừa ngủ với nhau xong, cảm thấy cồn cào trong bụng, bèn cứ thế nồng nổng dắt nhau xuống bếp nấu mì gói ăn cho đỡ đói. Nhưng xui quá, chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà chị hai chở cu gáo dừa sang gửi để đi làm neo vào đúng lúc đó. Thế là không hẹn mà gặp, và Phương là một trong số ít các con bồ của tôi được diện kiến bà chị quý hóa. Có mặt thằng gáo dừa thì đâu thể mừng ăn gì tiếp, nên Phượng vùng vằng bỏ về. Con nhỏ này dâm bà cố, một hiệp với nó là chưa thấm vào đâu. Em cằn nhằn, tự nhiên phá đám hả? Trời, nói gì kỳ vậy em, cu dừa là cháu anh mà. Anh ở đó chơi tiếp với nó đi. Nói xong, con nhỏ dậm chân dậm cẳng, xách xe dông mất. Cu dừa đứng chắp hai tay sau đít, ngó theo. Nó thủng thẳng nhận xét. Đẹp, nhưng mà dữ. Hả cậu? Đồ quỷ, mày con nít biết gì? Ăn mì không? Cậu nấu cho. Lát sau, bà chị quay lại đón con, đế thêm câu nữa. Người yêu của em đó hả? Trông có vẻ đáng quan ngại, chị không thích lắm. Tôi nhìn bà thắc mắc. Trời, nó là bồ em thì cần gì chị thích? Chọn bạn mà chơi đi cu. Con gái ra đường mà ăn mặc hở hang quá hớp như vậy khó coi lắm. Nhưng lần này thằng cu gáo dừa lại đứng về phía tôi. Con cũng thấy đẹp á mẹ. Im đi, mày con nít biết gì? Thằng nhỏ nhìn tôi rồi má nó, ngạc nhiên. Ai cũng bảo nó không biết gì, người lớn kỳ cục ghê á. Thật ra thì chị hai cũng có con mắt tin đời, vì sau đó ít lâu thì tôi được biết thêm vài sự thật phũ phàng khó chấp nhận về Phượng, làm tôi lăn tăn giữa hai ý kiến, nên hay không nên tiếp tục với em nó. Nếu liên tục vài ngày mà không nghe em ý a ý ới thì yên chí đi, con nhỏ đang bận rộn với mối khác, mà có lần nó phân bua là do tình cũ vẫn đang tiếp tục đeo đẳng. Nó thấy thương hại nên không nỡ từ chối. Tôi nghe không lọt lỗ tai chút nào nên thắc mắc. Ý của em là từ khi quen anh tới giờ em vẫn chưa kết thúc với người yêu cũ hả? Tại năn nỉ quá cho nên em chưa dứt ra được. Trời đất, vậy em đang quan hệ với hai người cùng lúc? Nói bậy hả? Em chỉ ngủ với anh thôi. Nhưng tôi biết ra rằng Phượng đã nói dối. Có vài lần tôi gọi em để nhắn gì đó mà không được, điện thoại reo hoài nhưng con nhỏ không thèm bắt máy. Phải tới một ngày sau, khi tôi gọi lại lần nữa thì Phượng mới chịu bấm nghe. Em nó trả lời bằng cái giọng nhừ nhựa, ngái ngủ. Chỉ cần nghe nó ngáp dài ngáp vắng thôi
là cũng dư biết con nhỏ này làm gì cả ngày hôm trước. Nhưng tôi chẳng thấy phiền lòng hay ghen tuông chút nào. Dù không có giao ước, nhưng hai đứa đều mặc nhiên hiểu rằng chẳng nên trông đợi gì nhiều vào cái mối quan hệ chồng hờ vợ tạm, vui chơi qua đường này. Nhưng phải nói rằng năm nay đã 32 tuổi đầu, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Trưa thứ bảy, tôi về thẳng nhà chị hai. Vừa nhìn thấy tôi, chị thúc giục: "Thằng cu dừa đợi em nãy giờ, hai cậu cháu ăn cơm rồi nghỉ trưa một chút hẳn đi, bây giờ nắng lắm." "Dạ." Thằng nhỏ thấy tôi tới mừng đến nhảy cẩn lên, nó sáp lại nắm tay ông cậu một cách thân thiết. Tôi kéo nó ngồi vô bàn rồi ra lệnh: "Ăn no rồi ngủ trưa chút mới cho đi, không nghe thì ở nhà." "Dạ con biết rồi, cậu hâm hoài à." Phải nói nhiều khi tôi thấy chơi với thằng cu dừa còn vui hơn là ở với Phượng. Tôi không ghen, nhưng cũng không ưa điều dối trá. Có vẻ như con nhỏ đang bắt cá hai ba tay gì đó thì phải. Tôi nghĩ nó làm vậy cũng chẳng để làm gì. Nó ham vui, quen sống buông thả từ nhỏ, nên cũng chẳng ý thức gì về sự chung thủy, mà ngay cả bản thân cũng không biết giữ gìn giá trị. Tôi muốn thông cảm lắm, vì Phượng cũng như tôi thôi. Nhưng ít ra tôi còn chưa khi nào có quan hệ với hai ba người đàn bà trong cùng một lúc. Phải kết thúc người này rồi mới tới người khác. Nếu quan hệ lung tung thì đó là sự lan chạ. Dẫu sao mình cũng đâu có phải là động vật, mà cứ như vậy tôi lại càng mất dần hứng thú với phụ nữ. Tôi nghĩ đã đến lúc cần một sự ổn định. Có thể mình già rồi sao ta? Tôi tự hỏi. Ăn cơm xong, hai cậu cháu ra sofa ngoài phòng khách định nằm ngủ trưa một lát. Vừa nhắm mắt được vài phút thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi dởm ngồi dậy thì bà chị đã chạy ra mở cổng. Có tiếng xe hơi chạy vào sân. Nhõm dậy nhìn qua cửa sổ thì thấy Hải đang xách túi lững thững bước vô nhà. Tôi khoác vội chiếc áo sơ mi vào người, không thể để sếp thấy mình đang ở trần trùng trục được. Vừa trông thấy tôi, chị Hải tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa, trưa thứ bảy mà còn ở đây sao? Lạ nhỉ?" "Không ở đây thì ở đâu?" Chị hai cười cười đỡ lời giùm thằng em: "Lúc này nó tu rồi, lát hai cậu cháu đi chơi." Hải nhìn tôi cười tủm tỉm, khuôn mặt nghiêm trang của chị bỗng giãn ra, tươi tắn hẳn lên. "Nguyên định dắt cô dừa đi đâu thế?" Tôi gãi đầu gãi tai, thú thật là cũng chưa biết định làm gì chiều nay với thằng cu này. Tôi chỉ tay vào nó: "Thằng cu này là người quyết định." Gáo dừa ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mặt mũi tươi rói. Nó hí ha hí hửng đưa ra chương trình du hí: "Dạ thì ghé Proda mua bánh với kem nè, đi đường sách nè, dạo phố đi bộ nè, rồi sau cùng là ăn gà ò ò ò, phải không cậu?" Tôi la lên: "Ê nhóc, mày định vét sạch túi cậu hay sao vậy?" Chị Hải cười phá lên: "Nghe vui à nha, cứ vậy đi cu dừa." Đột nhiên thằng nhóc đưa ra đề nghị làm ai cũng giật mình: "Cô Hải đi không? Mẹ nữa, ngồi xa hơi cho sang." Bà chị tôi chợt nổi cơn hứng thú bất ngờ, quay sang hỏi Hải: "Chiều nay mày cũng đâu có làm gì, đi chơi đi. Lâu rồi tụi mình cũng không có tụ tập như hồi xưa. Để thằng Nguyên làm nhà tài trợ chính ha." Tôi rên lên mắng cu dừa: "Tại mày đó nhóc, kỳ này cậu hao xu rồi đó." Chị tôi nắm vai Hải lắc lắc: "Sao?
Ok hen. Mày làm nhiệm vụ lái xe, còn hai mẹ con tôi hưởng thụ. Bỗng chị Hải đưa ra một quyết định bất ngờ. Thôi được, để Nguyên lái xe, tôi xung phong làm nhà tài trợ chính. Lát chiều mát cả nhà mình đi. Còn bây giờ ở nhà có cơm không, cho tôi ăn một miếng, đói bụng quá hà. Dĩ nhiên cả đám đồng loạt vỗ tay tán thành. Cu Dừa reo lên, vậy là bữa nay có đủ hai cặp. Cậu Nguyên với cô Hải một cặp nè, con với mẹ là một cặp. Mẹ ha. Mặt Hải đỏ bừng, chỉ xấu hổ đưa tay cốc đầu gáo Dừa. Thằng quỷ nhỏ, ăn nói lung tung quá đi. Bỗng nhiên tôi nhìn Hải, ít khi thấy sếp vui vẻ, trẻ trung như thế, nên tôi chép miệng trêu chọc. Đúng rồi đó, phụ nữ phải cười nhiều, vui vẻ tươi tắn thế này thì đàn ông nó mới để ý, đúng không? Hải lườm tôi một cái rồi nói nhỏ, coi chừng nha, muốn sống hay muốn chết hả? Chứ gì nữa, ế lâu quá múc meo lên hết trơn rồi kìa. Chị lẩm bẩm, đồ quỷ sống, rồi lao tới đấm vào người tôi tới tấp. Tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra sân. Chị Hai và cu Dừa cười vang nhà. Hơn 10 năm trước, chị Hai và Hải là đôi bạn thân cùng lớp đại học. Hải là con nhà nghèo, quê miền Trung, vào thành phố trọ học. Chị Hai hết lòng năn nỉ ba mẹ cho Hải về ở nhờ trong nhà. Suốt 4-5 năm trời, cùng nhau ăn học đã tạo nên mối gắn kết chặt chẽ giữa mấy chị em tôi với Hải, như người cùng chung một gia đình. Tôi biết cho đến giờ này, Hải vẫn luôn mang ơn gia đình tôi về thời gian đó. Dù là con gái, nhưng tính khí của Hải trầm tĩnh, cương quyết. Chỉ sống đơn giản, ít nghĩ đến bản thân. Có ý chí gây dựng sự nghiệp, mạnh mẽ còn hơn cả nam giới. Nên từ khi ra trường, chỉ đi làm thuê có vài năm, mà Hải đã dám mạnh dạn bỏ việc để lao ra ngoài, tự mình kinh doanh. Trước sự lo ngại của chị em tôi về những khó khăn ban đầu khi khởi nghiệp, thì Hải chỉ điềm tĩnh thuyết phục. Không thử thì sao biết được, làm gì cũng cần ý chí vươn lên, trình độ hiểu biết công việc, sự am hiểu thị trường, và cần cả một chút liều lĩnh. Chị Hai khuyên can, khó lắm, tụi mình non nớt thế này thì làm sao đủ sức chiến đấu, chống chọi với thị trường đầy khắc nghiệt và cạm bẫy. Hải biết, nhưng vẫn phải làm. Mình còn cả một gia đình ở quê trông chờ lận đó. Cái này thì tôi hiểu. Ngay từ đầu, chị đã xác lập hướng đi của mình. Chị sống vì ý thức trách nhiệm với cha mẹ, anh em còn ở ngoài quê. Chị gác lại tất cả nhu cầu bản thân để toàn tâm toàn ý dành cho sự nghiệp. Hải khẩn thiết kêu gọi hai chị em tôi làm cộng sự và hợp tác. Nhưng chị Hai không có chí lớn như con bạn của mình. Chị chọn lấy chồng rồi sinh con đẻ cái như bao nhiêu cô gái bình thường khác. Nhưng chị gom hết tiền để dành và vay thêm của ba má để hùn vốn. Còn tôi cũng về làm phụ tá đắc lực cho Hải. Tôi xem Hải cũng như chị Hai, và chị ấy cũng coi tôi như thằng em kết nghĩa. Ngoài thói ăn chơi bạc mạng thì tôi vẫn là một kỹ sư giỏi, làm việc năng nổ. Đến nỗi chị Hải nhiều lần than thở với chị Hai, nếu Nguyên ngoan hơn một chút thì bây giờ nó đã thành công hơn nhiều. Cậu ấy quậy quá, mình không dám can. Chị Hai thở dài, ba má còn nói nó không nổi thì tụi mình làm gì được. Dù chỉ lớn hơn có 2 tuổi, nhưng Hải trưởng thành đỉnh đạt hơn tôi nhiều. Trong công việc, nhiều khi xung đột ý kiến, và tính ngang bướng của tôi cũng khiến chị tức phát khóc. Nhưng nhờ trời, tôi ít khi phán đoán sai nên luôn thành công,
và cũng góp phần rất lớn vào sự thịnh vượng của công ty. Mà cũng vì thế nên sau này giữa tôi và Hải còn thân thiết hơn là Hải đối với chị hai. Dĩ nhiên Hải yêu quý tôi rất nhiều. Nhớ hồi còn ở đại học, ba chị em học cùng trường. Lúc hai bà lên năm ba thì tôi mới vào năm nhất. Chị hai là gái thành phố nên cách ăn mặc cũng có theo mốt miết một chút. Lại khá đẹp gái nên tụi con trai bám đuôi trồng cây si hàng hàng lớp lớp. Tôi làm em mà cứ phải tò tò theo bảo vệ bả riết nên cũng phát mệt. Trong khi Hải ở bên cạnh thì chẳng thấy thằng con trai nào để ý, ngó ngàng. Bà này diện mạo dễ coi nhưng không bao giờ thấy trang điểm sao cho có vẻ nữ tính một chút. Chị luôn trung thành với kiểu trang phục quần tây áo sơ mi kín bưng, đơn điệu muôn năm. Lúc cần thiết thì cũng có tô son đánh phấn sơ sơ, nhưng hình như chẳng đủ sức thay đổi ánh nhìn của ai hết. Mái tóc đen dày, ống ả, dài gần tới mông, rồi kẹp lại, nhưng rất thường xuyên vấn cao lên hay búi lại như mấy bà già. Tôi nhớ lần hai bà tham dự lễ tốt nghiệp vào cuối năm tư. Ngoài kia, ai cũng diện ngút trời. Chị hai thì khỏi phải bàn, nhìn cứ y như là hot girl, lộng lẫy. Mấy ông bạn chị hai cứ phát sốt phát rét cả lên, bu quanh súng xích. Còn Hải thì đứng lặng lẽ bên cạnh mờ nhạt như một cái bóng, chẳng ai đoái hoài. Từ ngày đầu cho đến ngày cuối mà tôi biết, thì lúc nào chị Hải cũng vẫn y xì như thế, không hề thay đổi. Nếu có ai hỏi tôi bà này xấu đẹp thế nào thì tôi sẽ ngớ ra, vì mình chưa từng ngắm nhìn thực sự dung nhan của bà chị kết nghĩa. Hải cứ như là cái bóng mờ nhạt, ngụy trang để lẩn khuất bên đời, để sống an yên bình lặng. Hình như không khiến ai để ý thì chị sẽ được mãn nguyện lắm rồi vậy. Tôi nhớ có lần, một kỷ niệm mà tới già cũng không bao giờ quên. Tối hôm đó, tôi đánh bóng chuyền cá độ cà phê với đám bạn trong lớp nên về rất trễ. Dưới tầng trệt có phòng tắm chung nhưng ít ai xài. Đây là loại phòng vệ sinh cấp tốc thì đúng hơn, vì là loại cửa sập không có chốt gài. Chị Hải lại rất hay tắm khuya ở đây, vì đôi lúc ngại ngùng không muốn làm phiền mọi người trong nhà khi sử dụng phòng tắm riêng trên lầu. Lâu nay tôi cũng biết vụ này nên cố giữ ý tứ không vào đây lúc tối muộn. Nhưng hôm đó tôi lại hồ đồ ẩu tả. Vừa vào tới trong nhà liền cởi nhanh bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi lao luôn vô cái phòng tắm chung ấy. Vừa kéo cánh cửa ra thì đập vào mắt tôi là một thân hình vệ nữ ướt đẫm nước cùng với bọt xà phòng trắng xóa, đang đứng sững sờ nhìn tôi không chớp mắt. Vừa nghe tiếng hét lên thất thanh thì tôi đã vội vàng đóng sập cửa lại và cuống quýt nói lời xin lỗi. Tôi đi như chạy ra nhà trước ngồi chờ mà trống ngực đập thình thình. Nhưng cái gì cần thấy thì cũng đã thấy rồi. Dù chưa rõ ràng mãn nhãn nhưng tôi nghĩ không thể có tấm thân con gái nào đẹp hơn. Hình dáng cơ thể của Hải hoàn hảo đến mức in sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ. Tôi nhớ lúc ấy thầm tiếc rẻ, sao chị không chịu ăn diện một chút. Chỉ cần lên đồ và trang điểm đàng hoàng thì tụi con trai chỉ có chết. Vậy mà cứ chịu ấy thiêu ấy chảy, đến chẳng ai thèm ngó. Nhưng có cho thấy gì đâu mà ngó, cứ kín mít như bưng thế kia. Tôi thật không hiểu bà chị khác người này chút nào. Nhưng từ đó tôi đã có cái nhìn khác. Ai chê gì thì mặc ai, dưới mắt tôi chị là một đứa con gái không tầm thường chút nào. Tôi nhớ sau đó tôi có gặp chị để xin lỗi
về hành động hậu đậu của mình. Nhưng Hải chỉ đỏ bừng hai má và e thẹn nói: "Không sao đâu, Nguyên đừng để ý." Cho đến lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra là Hải rất đẹp. Một vẻ đẹp thùy mị, kín đáo, như bản tính của chị vậy. Nhiều lúc tôi cũng ngạc nhiên, sau bao nhiêu năm quen biết, tôi chưa từng nghe chị quen ai, và cũng hoàn toàn không thấy con trai nào tiếp cận. Vậy mà chưa từng thấy chị buồn bã hay mặc cảm gì. Đôi lúc tôi tự hỏi, chị Hải đâu có thiếu hormone nữ, để cho là thiếu phát triển về mặt tính dục. Tôi thì quá trời quá đất rồi, khỏi cần bàn thêm nữa nhé. Chị hai thì chung một nồi, nên cũng chẳng phải hiền lành gì. Nhưng nhờ ba mẹ nhắc chừng mỏi miệng, lại có tôi kè kè một bên, nên chị hai là gái ngoan nề nếp, không có cơ hội làm khổ tụi con trai. Chưa được bao lâu thì gái xinh theo chồng bỏ cuộc chơi, nên cũng ít có cơ hội quậy tưng như thằng em trời đánh. Sau này đi làm chung, rất nhiều lần đi gặp đối tác, nhìn Hải ăn mặc đơn giản, trang điểm qua loa, tôi có cằn nhằn: "Chị Hải cho Nguyên góp ý nè, giám đốc là bộ mặt của công ty, chị không thể cứ tuền toàn như vậy hoài được." Người ta chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ do mình cung cấp, chứ không phải tôi. Cậu đừng lo ha. Với lại, xấu thì có giác vàng, vẫn không thể đẹp hơn được. Tôi trố mắt phản đối: "Cái gì? Chị xấu à? Nói có lộn không vậy? Chính mắt tôi thấy rồi nè." Câu nói vô tình của tôi làm Hải ngượng chín mặt, vì nhớ lại cái kỷ niệm xa xưa mà chỉ có hai đứa biết. Chị thiếu điều hét lên và chồm tới cấu vào vai tôi đầu điếng: "Đồ quỷ sứ nè, coi chừng đó nha." Tôi nhe răng cười, gần như bỏ chạy ra khỏi phòng giám đốc. Mới tuần trước, chị gọi tôi lại, cho biết: "Đầu tháng tới, Nguyên giữ nhiệm vụ phó giám đốc nha. Còn chỗ của cậu bây giờ, mình giao cho một anh kỹ sư mới xin vào làm." Nguyên thấy mọi việc đang ổn, thêm nhân sự làm gì cho tốn tiền. Cậu nói cũng đúng, nhưng một mình cán đáng nhiều việc cực quá đi. Công ty thì đang làm ăn tốt, doanh thu cũng tăng lên nhiều, phải thêm người để chia sẻ bớt gánh nặng công việc. Bây giờ mình chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng. Tôi đành phải vuốt đuôi: "Ừ thì tùy sếp, làm sao được thì thôi." Nhưng Hải nắm tay tôi kéo lại gần: "Nói thêm cho cậu nghe cái này. Anh kỹ sư mới tên Trung, khá nổi tiếng, chắc cũng gần 40 tuổi rồi. Nhưng mình nhận xét năng lực không được như cậu. Hải tính sẽ trả lương cho anh ấy khoảng 30 triệu một tháng." "Ủa, sao ít hơn tôi vậy?" "Chưa có ai qua Nguyên hết. Cậu là đỉnh nhất nha. Lên chức thì cũng lên lương. Tháng tới cậu sẽ nhận 70 triệu một tháng. Chịu không nè?" Nghe sếp khen, tôi khoan khoái nở nụ cười hết cỡ. "Có lý à nghen." Hải nhìn tôi và cũng cười theo: "Có cái mũi phỏng lên kìa." "Cảm ơn sếp lắm nha." Chính vì thế nên trong buổi đi chơi, lúc cả bọn đang tham quan đường sách, cho tôi và cu dừa lựa sách, thì Hải thì thầm vào tai chị hai: "Lát hổng có ăn gà, tôi sẽ khao cả nhà một chầu buffet 5 sao ở Legends. Ok không?" Câu nói đó lọt vào tai nghe rõ mồn một, khiến tôi kinh ngạc la lên: "Trời đất, coi chừng mưa nha bà con." "Mưa hồi nào?" "Chứ mấy người không nghe bà Hà Tiện đồ xài sang bữa nay hay sao? Trời không mưa mới lạ." Thấy tôi cứ chăm chọc nên Hải nói luôn: "Thôi, sẵn đây tôi tuyên bố luôn, hết tuần này Nguyên sẽ là phó giám đốc công ty,
lại được tăng lương nữa, đủ cớ để ăn mừng chưa? Cho nên hôm nay tôi thay mặt khao cả nhà, được chưa nè? Chị hai cười hài lòng. Quá tốt đi ha, chuyến đi chơi lần sau tới phiên nó trả. Hải quay qua ký đầu tôi. Tôi sẽ sang đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, chứ không có hoang phí như mấy người đâu ha. Dạ, dạ, sếp, em biết rồi ạ. À. Nhưng như người ta nói, cuộc đời có lắm sự bất ngờ. Đôi khi ông trời sắp xếp nhiều chuyện oái oăm, nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy rằng khá cần thiết. Chỉ tội nghiệp cho những kẻ phải miễn cưỡng, dơ đầu chịu bán, bị quê không để đâu cho hết. Lâu lâu được ăn ngon trong nhà hàng năm sao, khiến cho gáo dừa hồ hởi, phấn khích. Nó vừa ăn, vừa đi lung tung, khám phá cái khung cảnh khách sạn sang trọng này. Ba chị em đang nhâm nhi cốc rượu vang và thưởng thức giây phút thư giãn hiếm hoi, thì cu dừa từ đâu lững thững đi tới. Nó vừa làm một vòng tham quan mọi ngóc ngách của nhà hàng. Cu dừa tiến tới sát bên tôi, nói thì thầm, nhưng đủ cho cả mọi người nghe thấy. Cậu ơi, cô Phượng đang ngồi đằng kia với cái ông nào đó. Tôi nghe nó nói mà không để ý lắm nên ngơ ngác hỏi lại. Cô Phượng nào nhỉ? Nhưng chị hai thì nhớ ra ngay. Phượng mà mẹ con chị gặp ở nhà em chứ còn Phượng nào nữa, phải không cô Dừa? Thằng nhỏ làm nét mặt nghiêm trọng, nó nói thì thầm. Dạ, chính xác. Tự nhiên tôi phát bực ngang. Thì kể người ta, làm gì mà cứ thì thầm bí mật vậy? Chị hai nhìn Hải nói nhỏ. Coi nó quê kìa. Nói xong, chị đứng dậy, nắm tay cu dừa ra lệnh. Nào, dắt mẹ đi coi. Tôi hết hồn định ngăn lại, nhưng không kịp. Bà chị tôi săn sái kéo thằng con nhiều chuyện, đi bắt quả tang con bồ của thằng em đang ngoại tình. Hãy nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, nhưng không nói gì. Chị rót thêm rượu vào ly cho tôi rồi nói. Thôi, uống đi Nguyên, bữa nay tôi nhậu với cậu. Tôi vừa quê vừa bực nên gắt gỏng một cách vô lý. Mấy người tức cười chưa? Bộ tưởng tôi đau khổ hả? Đã biết trước chuyện này rồi. Hải hết sức kinh ngạc. Ủa vậy hả? Phải, chẳng có gì mới đâu. Vậy thì thôi, mình cũng uống. Không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo. Hai đứa ngồi yên lặng ngó bâng quơ. Được một lúc thì chị hai dắt cu dừa về tới. Thằng bé trịnh trọng bình phẩm. Ông kia già và xấu hơn cậu. Trời, kệ người ta đi. Chị hai ngạc nhiên. Sao kệ? Con gái con đứa gì cặp một lúc hai ba người. Nó tính bào tiền bắt đĩa em phải không? Tôi khoát tay hỏi lại. Chuyện này em đã biết, nhưng không có biết cái ông kia già thế. Chỉ tới đó rồi làm gì? Không có làm gì hết, chỉ tới đứng bên cạnh nó nói một câu thôi. Câu gì? Tránh xa thằng em của tôi ra, nghe chưa? Rồi sao nữa? Không sao hết. Nói xong hai mẹ con quay về liền. Cái thằng già kia xấu tệ, chắc nó nhiều tiền. Thôi bỏ đi, làm mất vui. Ăn nhậu tiếp hay về nè? Tới phiên Hải phản đối. Khùng sao đòi về? Không có gì thì chơi tiếp. Vé buffet ở đây mắc chứ bộ rẻ hả? Ở lại ăn cho đủ vốn đã. Cô vừa vỗ tay phụ họa. Cô Hải nói đúng nhất đó. Hoan hô. Cả bọn ngồi thêm một chút thì chứng kiến cảnh Phượng ra về chung với một ông chắc cũng U50 trở lên chứ không ít. Nhưng mà cái ông này trông hòm hèm quá mức. Tự nhiên tôi thấy buồn cười, vì nghĩ tướng tá Sikahom thế kia thì làm sao đủ sức phục vụ em nó.
tự nhiên tôi cười hắc hắc, làm mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Chắc họ tưởng tôi buồn quá hóa khùng đấy mà. Cả hai vừa đi vừa tranh cãi gì đó. Tôi đoán có lẽ ông già kia đang tra hỏi về chuyện của tôi với nàng. Lúc đi ngang bàn của tụi tôi, Phượng quay mặt sang chỗ khác. Từ lúc đó, tôi bỗng vui vẻ trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người nhìn tôi có vẻ không hiểu lắm. Hay họ nghĩ rằng thằng này lại nổi cơn khùng điên gì nữa đây? Đêm đó, cả đám ngồi chơi, đến gần 11 giờ đêm mới về tới nhà. Hơn một tuần sau thì anh Trung kỹ sư mới đến trình diện. Lần này thì tôi là người tiếp nhận. Tôi chỉ anh chỗ ngồi làm việc, bàn giao và hướng dẫn thực hiện tiếp một vài dự án còn đang làm dang dở. Tôi nói: từ nay anh làm việc trực tiếp với tôi. Có gì cần hỏi thì cứ tự nhiên nhé. Đừng ngại, rồi sẽ quen thôi. Anh từ tốn trả lời một cách lịch sự: cảm ơn Nguyên, tâm sự nhờ cậu giúp đỡ. Thực tế thì nhiệm vụ của tôi vẫn vậy, vẫn bao quát phần lớn công ty, nhưng nhàn nhã và hiệu quả hơn. Anh Trung tuy mới vào nhưng tính tình cẩn thận, năng lực giỏi, có kinh nghiệm, nên phụ giúp tôi đẩy nhanh tiến độ và giải quyết được nhiều việc hơn. Từ ngày chia tay Phượng tới nay đã gần một tháng. Tôi gần như biến thành người khác, không còn hẹn hò với ai, suốt ngày vùi đầu vào chuyện công ty. Cuối tuần thì qua nhà chị hai chơi với cu gáo dừa. Và hình như gần đây Hải cũng hay về tụ tập chung như một thông lệ, cùng nhau tổ chức ăn uống, tán gẫu, ôn lại kỷ niệm. Lúc sau này tôi cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng. Dường như có sự biến đổi tâm sinh lý đang diễn ra trong tôi mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Nhưng những người chung quanh lại không thấy vậy. Họ làm như tôi đang bị chấn thương tâm lý vì bị thất tình hay sao ấy. Cuối tuần, trong lúc đang chờ Hải đến như thường lệ, cả nhà ngồi tán gẫu với nhau. Chị hai cứ thắc mắc: sao lúc này em về hoài vậy? Không đi chơi nữa hả? Mấy em đẹp đâu hết rồi? Tôi thấy buồn cười nên trả lời: chị có nghe câu trẻ không chơi, già đổ đốn không? Em thuộc tiếp ngược lại đó. Xưa chơi đủ rồi, bây giờ tu. Có vậy mà cũng không biết. Vậy thì lo cưới vợ đi. Cưới ai bây giờ cũng phải có người mới cưới chứ. Chị hai lại cằn nhằn: thấy chưa, lắm mối tối nằm không. Ông bà mình nói đúng quá mà. Lo kiếm vợ lẹ lên. Thằng cu dừa ngồi kế bên nãy giờ hóng chuyện cũng bày đặt xía vô: con thấy cậu cưới cô Hải là đúng nhất, con thích. Nghe thằng nhỏ bày đặt ý kiến, chị hai nạt ngang: nó bậy không hả? Con Hải nghe được nó chửi cho tắt bếp. Tự nhiên tôi bỗng dở chứng lì lợm. Chị hai nói bà Hải không chịu em hả? Em cua liền cho chị coi nè. Bà chị tôi thất kinh: thôi thôi thôi, làm ơn cho chị can, đừng có làm khổ con người ta nghe mày. Chị sợ em quá hà. Em nói chuyện nghiêm túc đó nha, không có đùa đâu. Ngay lúc ấy thì Hải tới. Vừa vào trong nhà, thấy mọi người cùng ngẩng lên nhìn mình, chị cười cười hỏi: mấy người đang nói hành nói tỏi gì tôi phải không? Thằng cu dừa lanh chanh nói hớt liền: cậu Nguyên đòi cua của Hải đó. Thấy rõ hai má Hải hồng lên, rồi cả gương mặt đỏ lựng như gấc. Chị hai càng thắc mắc: đúng là bà này không biết giữ mồm giữ miệng mà. Ê con kia, sao mắc cỡ? Hai đứa bay có gì không? Hải lại càng mất tự nhiên, chị nói lý nhí: tự nhiên sao chỉ mũi dùi vô tôi vậy? Nói chuyện bậy bạ không hả?
tôi đứng lên đỡ lời. Thôi, lo dọn cơm ăn, đói bụng rồi. Còn cái vụ kia, tôi nói thiệt à. Còn bây giờ, tôi đi rửa mặt đây. Chị Hai than thầm trong bụng. Trời đất ơi, mới nói thôi mà con người thằng quỷ này đã trở lại như xưa. Chết con Hải rồi. Không nói thì thôi, mà đã nhắc tới thì tôi không thể nào ngưng nghĩ ngợi. Càng ngày tôi càng suy nghĩ nhiều về bà chị Kết Nghĩa. Mà chị em gì chứ? Ngày xưa người ta nói gái hơn hai, trai hơn một. Có ruột rà máu mủ gì đâu mà úy kỵ. Huống chi tôi chắc như đinh đóng cột, trong suốt hơn 30 năm cuộc đời, có ai nhìn thấy thân thể của nàng chưa? Nếu không phải là tôi. Nói theo luân lý Đông Phương cổ truyền thì tiết hạnh của nàng đã bị tôi vô tình xâm phạm. Vậy tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm thì cũng đâu có gì khó hiểu. Làm thân con gái mà cứ để không cũng phí hoài tuổi xuân. Nàng đẹp như vậy mà cứ thế già đi. Đã 34 tuổi rồi, chẳng mấy chốc thời gian đẹp nhất đời người sẽ qua hết. Càng nghĩ ngợi tôi càng sốt ruột, càng thấy muốn đến gần nàng thật nhanh, như một người đàn ông tìm đến một người đàn bà đúng nghĩa. Đã biết vậy mà tại sao bao lâu rồi tôi không chịu tiến tới? Phải thú thật rằng tôi là một gã trai ham chơi, mãi mê chinh phục. Còn Hải thì vẫn cứ lặng lẽ ở đó. Nàng không dám hay tôi không dám? Có chút rào cản về đạo đức ở đâu đó vô hình. Nếu Hải muốn lấy chồng thì nàng đã tự tìm cho mình một người đàn ông. Nhưng nàng vẫn cứ lặng yên vì không màng tới một tình yêu nào khác. Tôi nghĩ vậy đó. Sắp muộn rồi, sẽ không còn thời gian nào phù hợp hơn nữa. Tôi sẽ chuẩn bị và chờ đợi đến ngày ấy. Những ngày trước Tết, công việc khá bận rộn. Nhưng năm nay, theo lời hứa, Hải phải về quê ăn Tết sớm với gia đình. Chỉ cẩn thận giao hết công việc cho tôi quản lý. Hôm chở Hải ra sân bay, trước khi chị kéo vali vào trong, tôi nắm tay và nói một cách rõ ràng, dứt khoát. Nguyên muốn chị phải trở vô Sài Gòn vào đúng sáng 14 tháng 2. Không trễ hơn. Hứa không nè. Tại sao phải là ngày đó? Vì Nguyên có việc rất quan trọng cần nói. Ngày Valentine sắp tới, rơi vào đúng ngày mùng 5 Tết. Chị có kiêng ra đường vào ngày mùng 5 không? Nếu Nguyên muốn gặp thì không có ngày nào là kiêng kỵ. Nghe Hải nghiêm túc trả lời như thế, tôi thấy lòng tràn ngập hân hoan. Hai đứa chưa nói với nhau điều gì, nhưng trong lòng dường như ngầm hiểu. Tôi cứ làm những gì tôi muốn, nhưng hình như đã đúng hướng. Khi Hải khuất sau cửa an ninh, tôi ra về trong tâm trạng tươi vui, rộn rã. Có lẽ đây là thứ cảm giác mà tôi mong đợi. Vì hơn 10 năm rồi, tôi chưa từng biết thế nào là sự chờ đợi đúng nghĩa trong tình yêu. Mấy ngày Tết trôi qua dài dằng dặc, tôi không thực sự thấy vui vẻ gì khi vắng Hải. Có lẽ khi chị quay trở vô thì tôi mới thực sự ăn Tết. Đúng sáng mùng 5, tức là 14 tháng 2, tôi ra phi trường từ rất sớm. Hải xuất hiện ở cửa ra lúc 9:30 như đã hẹn. Hai đứa tôi còn cách một cánh cổng, nhưng đã cùng nhìn nhau tươi cười rạng rỡ. Khi Hải bước đến bên cạnh, tôi im lặng, nhưng rồi đánh bạo ôm chị vào lòng. Mùi tóc, mùi da thịt tỏa hương thoang thoảng, làm tôi say mê hít sâu vào lòng ngực. Tôi nói nho nhỏ: "Em nhớ chị." Hải cũng thì thầm qua hơi thở: "Hải cũng thế."
Lúc cả hai buông nhau ra, nhìn thấy tôi trong bộ suit đẹp nhất của mình, chị Hải reo lên: "Trời ơi, đầu năm nguyên diện bảnh quá, đẹp trai quá hà." "Chị thích không?" "Thích vô cùng." Nhưng thiệt là bực, mấy ngày Tết mà chị vẫn mặc bộ đồ công sở cũ kỹ, cố hữu. Chưa bao giờ Hải thực sự sống cho mình. Tự nhiên tôi thấy mình quá tầm thường và thương chị vô hạn. Nhưng không sao, tôi sẽ sửa chữa chuyện đó ngay thôi. Khi đã ngồi trên xe, nhìn bộ dạng căng thẳng của tôi càng khiến cho Hải sốt ruột. "Nguyên có chuyện gì thì nói đi, làm mình hồi hộp quá à." "Đừng có nóng mà, đợi một chút sẽ biết ngay thôi." Tôi hấp tấp chở Hải về công ty và đưa ngay lên phòng giám đốc. Tôi đã cẩn thận mua sẵn cho chị 3 bộ váy sang trọng, vài bộ quần áo thời trang, cùng với mấy thứ đồ trang điểm. Thật ra tôi đã phải năn nỉ ráo nước miếng mới nhờ được bà chị yêu quý giúp đỡ một tay. Vì chị hai không tin tôi đủ chín chắn, tính chuyện trăm năm, nên cứ hỏi tới hỏi lui đủ điều mới đồng ý hỗ trợ. Toàn bộ quần áo là dựa vào kích cỡ của chị hai, vì dốc dáng của hai người khá giống nhau. Nhưng lúc nãy ôm nàng trong tay, tôi thấy Hải hình như có vẻ nảy nở hơn đôi chút. Chị hai cứ lặp đi lặp lại về nỗi lo ngại băn khoăn: "Em có chắc là con Hải sẽ đồng ý chứ?" "Em nghĩ là chắc ăn lên tới trên 50%. Một ăn hai thua thôi." "Trời đất, mày làm chị hồi hộp quá đi à." "Đừng có lo quá, hãy cứ đợi đấy." Nhìn mớ đồ đạc bày biện ngổn ngang trên bàn, Hải tròn mắt kinh ngạc: "Nguyên chuẩn bị hết tất cả những thứ này sao?" "Phải." Chị Hải ôm lấy tôi rất chặt và khóc thút thít. Tôi nâng mặt chị lên hỏi nhỏ: "Sao lại khóc?" Hải sung sướng vì lần đầu thấy có người lo cho mình. "Từ nay em sẽ lo cho chị." "Có thương thiệt tình không mà đòi lo?" "Lát nữa sẽ biết ha. Nào, chị đi tắm rồi thay đồ. Còn phải đi nữa đó." "Đi đâu?" "Thì về ra mắt ba mẹ. Có gia đình chị hai đi nữa, Nguyên sắp xếp hết rồi." "Trời ơi." Thấy rõ là Hải bàng hoàng. Tâm trạng chị như đang bay lơ lửng trên mây, cứ luống cà luống cuống, không biết nên làm gì trước. Tôi phải giục đến 2-3 lần, Hải mới đi nhanh vô phòng tắm. Dĩ nhiên, sau khi trang điểm và ăn mặc thời trang, thì giám đốc Hải biến hình thành một nàng tiên lộng lẫy. Dù đã đoán trước, nhưng tôi không khỏi bàng hoàng vì Hải xinh đẹp đến thế. Tôi buộc miệng khen: "Thấy chưa, Nguyên đã nói mà, chị hai còn thua Hải xa lắc." "Xạo quá đi hà." Hải bây giờ bỗng trở nên rực rỡ như một nàng tiên kiều diễm trong giấc mơ của tôi. Tôi lôi từ trong túi áo vest ra một cái hộp nhỏ đựng nhẫn kim cương và cầm lấy tay nàng. Tôi hỏi thẳng thắn: "Chị có yêu Nguyên không?" Hải bẽn lẽn nói nhỏ: "Nãy giờ không biết sao mà còn hỏi." "Tại em muốn biết cho rõ. Chị em mình chơi với nhau từ nhỏ, thương yêu thân thiết quá mà. Nhưng em thật không biết chị thích em từ khi nào." "Từ lúc mới thấy Nguyên lần đầu." "Trời ơi, thật không?" "Nguyên nhớ lại đi. Có vài lý do để Hải thành lập công ty, nhưng trong đó có một lý do. Đó là gì biết không?" "Là gì?" "Hải muốn Nguyên về làm chung, để mãi mãi được ở bên cạnh." Tôi thật sự muốn nghẹt thở khi nghe nàng nói thế. Tôi ôm chị vào lòng và hỏi tiếp:
mỗi lần thấy Nguyên quen với một cô gái, chị có ghen không? Trời ơi, thật là kinh khủng. Mỗi lần Nguyên quen một cô gái là Hải thấy như có một nhát dao đâm vào tim. Đau lắm, Nguyên không biết đâu. Đến đây thì tim tôi nhói đau thật sự. Tôi ôm chặt cô gái và hôn lên môi nàng đắm đuối. Một nụ hôn sâu thẳm mà tôi chưa từng có cảm giác giống như vậy với bất cứ ai. Im lặng một chút, tôi lại hỏi tiếp. Tại sao chị không chịu ăn diện và làm quen với một ai đó? Sao cứ phải chịu thiệt thòi? Nàng trầm ngâm rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Hãy chẳng cần ai cả, nếu không phải là Nguyên. Nếu có ăn diện thì cũng chỉ vì Nguyên thích mà thôi. Ôi, Nguyên yêu chị lắm biết không nè. Có lẽ dù Nguyên yêu Hải đến cỡ nào thì cũng không bằng Hải yêu Nguyên đâu. Chị nheo mắt nhìn tôi và hỏi rất rõ ràng. Nguyên định gọi Hải bằng chị đến khi nào? Đến khi xong lời cầu hôn. Tôi trang nghiêm đeo nhẫn vào ngón tay của Hải, rồi hồi hộp hỏi một câu quan trọng nhất đời. Hải đồng ý cưới Nguyên nhé. Nàng mỉm cười nhìn tôi gật đầu. Tôi ôm Hải vào lòng và cúi xuống hôn nàng lần nữa. Có lẽ từ khi lớn lên tới giờ, đây là những nụ hôn đầu tiên trong đời nàng. Hải rung lên và lả luôn trong vòng tay tôi. Nói thật, tôi cũng chưa từng có cảm xúc nào ghê gớm, mạnh mẽ đến thế. Sau đó, chúng tôi ra xe để đến đón gia đình chị hai, rồi cùng nhau về nhà ba má giới thiệu nàng dâu mới. Ngồi trên xe, bên ghế phụ, Hải vịn cả hai bàn tay vào cánh tay tôi và tựa ngực nàng vào sát bên cạnh. Hải nói rất tha thiết. Em yêu anh lắm, biết không Nguyên? Anh cũng yêu em vô cùng luôn. Có khi nào, tới một ngày nào đó, Nguyên bỏ rơi Hải để yêu một người khác không? Trước khi yêu em, tất cả không phải là tình yêu, chỉ là những cuộc rong chơi, hư hỏng. Nói thật, anh đã rong chơi đủ rồi. Tất cả kết thúc rồi em. Bây giờ anh chỉ yêu có mình em thôi. Hãy nhìn Nguyên im lặng mỉm cười. Hôm nay nàng mới thấy mùa xuân. Ngoài kia người ta vẫn còn đi chơi trên đường, vì dù sao cũng mới có mùng năm Tết.